Ngày 27 tháng 6, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Thi Đức Quang, sinh năm 2000, Nguyễn Thế Trường, sinh năm 2002, ngụ quận Bình Tân, Kheo Thái Bảo, sinh năm 2002, ngụ quận Tân Phú, Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 2003, ngụ tỉnh Ninh Thuận và Lê Thanh Tiến, sinh năm 2002, ngụ quận 11 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, nhóm này đi trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, nhìn thấy chị A, sinh năm 2000, ngụ tỉnh Sơn La, ngồi sau xe máy đeo túi xách. Khi xe chị này tới trước căn nhà 214 đường Nguyễn Trãi, thì Trường cho xe áp sát. Quang dùng tay giật túi xách, rồi Trường tăng ga tẩu thoát. Tài sản cướp được có gần 1,2 triệu đồng cùng giấy tờ, thẻ ngân hàng. Nhóm chia nhau mỗi người 200 ngàn đồng, còn túi xách vứt gần công viên. Riêng nạn nhân sau khi bị cướp đã đăng bài viết cầu cứu lên mạng xã hội Facebook với nội dung tìm chiếc túi có chứa giấy tờ vào ngày 6 tháng 6. Chị A chia sẻ, chị từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh du lịch vào chiều ngày 5 tháng 6, sau đó chị đi chơi ở phố đi bộ Bùi Viện và được bạn chở về nơi lưu trú. Rạng sáng ngày 6 tháng 6, chị đang di chuyển ở quận 1 thì bị nhóm thanh niên chạy xe áp sát cướp giật túi xách. Sau đó chị cũng tới công an trình báo vụ việc. Bằng nghiệp vụ, ngày 20 tháng 6, trinh sát công an đã đưa Quang, Trường, Bảo, Tuấn, Tiến về trụ sở. Công an cho biết Tiến có tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù tháng 1 năm 2022. Qua xét nghiệm nhanh, Nguyễn Minh Tuấn dương tính với chất ma túy.